bạn trở về với công sở của thị trấn Phong Sơn và xem trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền Phong Sơn mở rộng năm 2022. Trận đấu diễn ra giữa đội Hoàng Gia, bên phía gần màn hình của chúng ta và bên kia lưới là đội Dương Huệ. Cầu thủ Hoàng Gia là sân với 100% là nội binh, trong khi đó các cầu thủ Dương Huệ với hai ngoại binh là Quý MC, cựu đội trưởng của câu lạc bộ xây dựng vật liệu xây dựng Bình Dương và Trường 2000. Wow. Bóng ngoài sân. Và điểm cho đội Hoàng Giang. Đập bóng tốt của Trường 2K. Bóng chưa qua lưới và điểm số rất ngắn, tầm 11-12 cho cầu thủ Hoàng Giang. 10-12. Đây là Quý MC. Bóng chưa qua lưới của Quý MC và điểm số đang rất ngắn, còn 11-12. Vẫn là Quý MC. Không được. Bóng ngoài sân và điểm số được nâng lên 13-12 cho cầu thủ Dương Huệ. Dương Huệ với sự có mặt của hai ngoại binh đó là Quý MC và Trường 2K. Điểm một tốt rồi. Rất hay và đá bóng rất đẹp của cầu thủ Hoàng Giang. Số được sân bằng 13 đều. Bắt gà quen rồi. Bóng chưa qua lưới của một đội binh bên phía Dương Huệ và điểm số được nâng lên 14-12 cho cầu thủ Hoàng Giang. Quý MC cầu thủ hay, tuy nhiên bóng ngoài sân rồi. Điểm số được san bằng là 14 đều. Thời tiết này là vừa này. Cơ hội cho cầu thủ Hoàng Giang. Rất hay và bóng rất gọn gàng ở vị trí số 4 của đội Hoàng Giang. 15-4 cho cầu thủ Hoàng Giang. Này, thằng Dũng Thảo hắn cũng dính nhưng mà không có dính đồng mì đâu. Cậu còn ném được cái mì ông nào đánh nhà nhiều không nhiều. Đúng không? Rất đẹp và pha đá bóng tốt của số 10 bên phía Dương Huệ. Số được san bằng là 15 đều. Gắn bóng tốt của Trường 2K, điểm số được nâng lên 16-15. Tiếp tục là Quý MC phát bóng cho đội Dương Huệ. Bóng trong sân. Giao trong lấy.
17, 15 và ngay lập tức thì cầu thủ Hoàng Giang đã xin tạm dừng hội ý. Chuyển dính lên một ít nữa. Ta sẽ tiếp tục quay trở lại với trận đấu thứ hai. Trận đấu giữa Dương Huệ và Hoàng Giang. Cầu thủ Hoàng Giang ở phía gần màn hình của bạn và Dương Huệ ở phía bên kia lưới với sự góp mặt của hai ngoại binh là Quý MC và Trường 2000. Tiếp tục một pha bóng căng của Quý MC. Cơ hội cho cầu thủ Dương Huệ. Thủ chưa thành công. Mười tám mười lăm cho cầu thủ Dương Huệ. Rồi là pha phạt bóng của Quý MC. Không được và xử lý chưa thành công của cầu thủ Hoàng Giang. Giày phát bóng ăn điểm liên tiếp của Quý MC. Hôm nay thì Quý MC đã pha phòng thủ chưa thành công. Điểm số được rút ngắn còn 16-19. Bóng ngoài sân và đội bóng của khu công thì Dương Huệ đưa bóng ra ngoài sân. Tuy nhiên, trọng tài Thế Đình đã chạm trán cầu thủ Hoàng Giang trước khi ra ngoài. Điểm bóng của Dương Huệ 20-16. Đập bóng tốt của cầu thủ Hoàng Giang. Điểm số lên đến còn 17-20. Đập bóng tốt của Trường 23, 21-17 cho cầu thủ Dương Huệ. Tốt của cầu thủ Dương Huệ, điểm số được nâng lên là 22-18. Cầu thủ chưa thành công của cầu thủ Dương Huệ và điểm số rút ngắn còn 19-22. Của cầu thủ Hoàng Giang, điểm số được rút ngắn còn 20-23. Rồi.
to à? Khả năng là thủ bóng rất hay của cầu thủ không được và bóng đó chưa thành công của cầu thủ Hoàng Gia. Sai lầm chỗ này là sai nhá. Đường đắng rồi. Lại góc này này. Sao anh một quán làm luôn. Lại góc của thằng anh này. Từ đó, từ từ.